Hiện tại, phần lớn khu vực Nam Bộ đang tạnh ráo, không khí khá thoáng đãng. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành chỉ 25 đến 26 độ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tạnh ráo và có nắng gián đoạn từ giờ cho đến đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất không quá 32 độ. Từ 13 giờ, mây dông sẽ phát triển và gây mưa nhiều trở lại. Mưa xuống, nhiệt độ sẽ giảm nhanh. Đến chiều tối và đêm chỉ còn 27 đến 28 độ. Nhiều nơi khác của Nam Bộ cũng có mưa dông, dồn dập từ chiều đến đêm nay. Nguy cơ cao gây ngập úng ở nhiều vùng trũng thấp, các khu đô thị và đề phòng lốc sét, gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông.